Tiếp nối chương trình ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin đáng chú ý được các báo đăng tải. Thưa quý vị, lạm thu tiền trường là vấn đề trở đi trở lại vào mỗi dịp đầu năm học mới. Và thường sau các cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm, nhiều tâm tư, băn khoăn và cả bức xúc của phụ huynh lại được chia sẻ trên mạng xã hội. Liên quan đến nội dung này, báo Tuổi Trẻ đặt vấn đề trách nhiệm của phụ huynh đối với vấn đề này như thế nào? Vì sao cha mẹ học sinh chọn mạng xã hội để phản ánh những điều không hài lòng mà không phải là trong buổi họp qua các kênh chính thống khác? Theo phân tích của báo Tuổi Trẻ, lý do chính khiến cho việc lạm thu ở các trường học vẫn diễn ra phần lớn do chính cha mẹ học sinh đã không thực hiện quyền giám sát và phản biện của mình. Họ chấp nhận cái sai, nhưng mặt khác lại góp phần tạo nên dư luận trên các kênh không chính thống. Bài viết cho biết, trong các văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo có các quy định về thực hiện xã hội hóa, hoạt động hội phụ huynh, và điểm đáng chú ý là đã có quy định ràng buộc trách nhiệm của hiệu trưởng trong vấn đề lạm thu. Theo đó, hiệu trưởng không vô can nếu hội phụ huynh thu sai, việc thực hiện xã hội hóa sai. Đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ phụ huynh khỏi nỗi sợ khi giám sát phản biện. Điều cần khích lệ hơn bây giờ chính là trách nhiệm của phụ huynh khi phản biện lại các vấn đề bất hợp lý ở các khoản thu đầu năm. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, báo Thanh Niên có bài viết về dự thảo mới về quản lý dạy thêm, học thêm vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, trong đó có quy định cho phép giáo viên được dạy thêm. Trong bài viết, Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục Đào tạo chia sẻ, dạy thêm học thêm cũng là nguồn lực xã hội. Những giáo viên giỏi luôn có những học sinh hiếu học muốn học để phát triển được năng lực của các em. Như vậy, dạy thêm không cần phải cấm mà phải làm sao để quản lý được hoạt động này. Quan điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo được báo Thanh Niên chỉ ra là tổ chức dạy thêm, học thêm phải công khai, minh bạch, được sự đồng ý của hiệu trưởng, tổ chuyên môn. Thêm nữa, giáo viên không được sử dụng những bài học đã dạy thêm, học thêm để kiểm tra, đánh giá học sinh. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, giám sát việc dạy thêm, học thêm không chỉ có ngành giáo dục đào tạo hay chính quyền địa phương mà còn phải có giám sát toàn dân của chính học sinh và phụ huynh. Thưa quý vị, báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục có phản ánh về chuyện thiếu thuốc, vật tư y tế tồn tại dai dẳng từ nhiều năm nay, nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải. Trong bài viết, tác giả ghi nhận rất nhiều ý kiến độc giả về việc khám chữa bệnh, nhưng nhiều bệnh viện lại thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, khiến công tác điều trị bệnh gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Chia sẻ với báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện Bộ Y tế cho biết, việc thiếu thuốc, vật tư y tế chỉ là việc thiếu cục bộ ở một số địa phương, đơn vị y tế do khó khăn chướng mắc về đấu thầu và xây dựng kế hoạch mua sắm. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế địa phương chưa sát sao trong việc chỉ đạo đảm bảo cung ứng thuốc như thiếu chủ động trong dự trù, xác định nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm. Theo các chuyên gia y tế, tình trạng thiếu thuốc chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của người bệnh, kéo theo nguy cơ người bệnh dồn lên tuyến trên gây tình trạng quá tải, nối dài chờ đợi, khó khăn lại đổ lên người bệnh và nhân viên y tế, những người trực tiếp khám chữa bệnh. Thời điểm này, khi những than phiền về điểm nghẽn đấu thầu đã được giải quyết, hành lang pháp lý đã thông thoáng, thì công tác mua sắm đấu thầu phụ thuộc rất lớn vào việc người đứng đầu các đơn vị sẽ tổ chức thực hiện ra sao. Mỗi sự chần chừ, e ngại, thiếu quyết liệt của từng lãnh đạo bệnh viện, cơ sở y tế có thể sẽ khiến cho hàng ngàn người bệnh phải chờ đợi phía sau. Doanh nghiệp bất động sản trong vòng xoáy kẹt tiền, đói vốn. Tiêu đề bài viết trên báo Dân Trí phản ánh những khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản hiện nay. Theo bài viết, trước đây các doanh nghiệp bất động sản có thể tiếp cận nguồn vốn đa dạng và linh hoạt. Họ có thể huy động vốn từ các hợp đồng hợp tác đầu tư, từ người mua nhà, trái phiếu, vay ngân hàng. Tuy nhiên đến nay, các kênh này đều gặp nhiều khó khăn, kể cả với kênh vay vốn ngân hàng. Báo Dân Trí cho rằng, cánh cửa tiếp cận nguồn vốn từ đi vay đối với doanh nghiệp bất động sản đã hẹp lại, được thể hiện qua số liệu về dòng tiền của doanh nghiệp. Bài viết dẫn chứng như dòng tiền năm 2023 của Novaland giảm từ 30.150 tỷ đồng xuống còn 4.876 tỷ đồng. Đất Xanh giảm từ 7.351 tỷ đồng xuống còn 3.300 tỷ đồng. Khi cửa tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng hay trái phiếu doanh nghiệp khó hơn trước, các doanh nghiệp bất động sản buộc phải tính đến các phương án khác. Những kênh huy động vốn khác của doanh nghiệp này có thể kể đến như phát hành cổ phiếu, bán dự án, vay đô la Mỹ.